Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đấy hai chân bong bé bỏng xu xí sọn về mi mùm mỉm. Thì ở tập 3 của anh thám tử nhảy hip hop, đội thám tử xu xí sọn nhờ có biết thảo đã đánh bại được cái tên nhảy hip hop này rồi đó cả nhà ơi. Một mắm luôn hả? Ghê thiệt rồi. Cầm một mắm gì nữa kia anh. Hey man, hey. Có nhớ ta không? Xem thử ai là người đẳng cấp hơn thì thắng nha cả nhà. Cúp oán quân quốc gia thế giới ấy, thì làm sao mà thua được một tên như này. Và là sau khi cái tên máng sữa chua nhảy hip hop này thua cuộc thì hắn đã chấp nhận giao ra những hũ sữa chua cho đội thắng cuộc là đội của anh Xin đó cả nhà. Thì cuối cùng á là bọn mình đã chiến thắng được cái tên này rồi và đã lấy được hũ sữa chua của tên này rồi cả nhà. Bây giờ bọn mình sẽ ăn, sẽ xem thử là sữa chua của tên này có vị gì đó. Sữa chua ăn mập mẹ nó lùn lắm anh. Đúng rồi, cố lên Thảo. Ok, mời lên coi. Đúng đó cả nhà, lần đầu tiên mình nghe đến cái sữa chua ăn mập luôn đó cả nhà ơi. Sữa chua này nhãn hiệu lạ quá cả nhà. Không có dáng nào này nọ luôn á, chỉ có ghi là sữa chua ăn mập thôi anh. Mở ra ăn thử coi. Xem cái xúc xúc này cả nhà. Đó, cũng khá là giống với sữa chua bình thường. Bây giờ mình sẽ ăn thử để xem nó như thế nào nha cả nhà. Rất là lạ cả nhà. À, cái tụi này nó bắt đầu ăn cái hũ sữa chua mình đưa cho tụi nó rồi. Tụi nó không biết trong cái hũ sữa chua này mình đã bỏ một cái nguyên liệu bí mật, làm cho tụi nó ăn xong tụi nó sẽ trở nên yêu ớt. Đó, nó hơi thơm thơm nhỉ. Coi. Cũng được. Bây giờ anh Xen sẽ cho Su bông ăn thử luôn nha cả nhà. Ăn đi Su. Cả nhà thấy không? Su cũng khá là thích ăn cái sữa chua này luôn á cả nhà. Thấy rồi Thảo, Thảo thấy cái vị của sữa chua này ngon không? Sao bên em ăn cứ đắng đắng à? Đắng đắng hả? Anh cũng thấy đó, lúc đầu nó ngọt ở trong cổ nhưng mà sao nó đắng lắm. Đó, Su ăn thử đi Su đúng không? Su ăn thử chị thử có Su. Lúc này cái tên nhảy hip hop này vẫn đang theo dõi đội thám tử xu xí sọn đó cả nhà. Ăn đi được rồi thì mất hết sức lực rồi, mình sẽ thi đấu lại với tụi nó mình sẽ thắng cả. Cả nhà nhưng mà bây giờ á, mình thắng rồi thì mình cứ ăn phần thưởng của mình đi. Mình sợ gì, đúng không? Đúng rồi anh. Được cả nhà, bây giờ mình có Thảo Hip Hop Never Die, gọi là xuất sắc như thế này thì mình không sợ thua bất kỳ đối thủ nào được cả nhà. Em kêu là thêm 300 nữa mà tự nhiên anh đưa hai hũ chua mà nó không đưa 300 mà. Nó sợ thua nó chạy cái Thảo. Đó, không sao, bây giờ mình ăn xong đi, mình đi về. Bữa sau mình gặp tụi nó mình chiến đấu với tao đó tiếp. Có Thảo mà sợ gì đúng không Thảo? Dạ có em thì anh chuyên tâm. Em mà gặp tên nó ở đâu và làm solo với nó, em lấy sữa chua đem về tiếp anh. Cứ ăn đi là các ngươi sẽ tống phần rất lực để các ngươi thi đấu với ta. Cả nhà ơi, sau khi mà anh Sen cùng với bé Thả và em Su Bông ăn cái sữa chua của tên hip hop đó thì đội thám tử Su Xí Sòn đã bị đau bụng rất là dữ dội luôn đó cả nhà. Chim solo hip hop thắng nó là được hai hũ sữa chua mà nó không được 300 ngàn. Rồi mình ăn hũ sữa chua ăn mập tự nhiên mình đau bụng á. Đúng rồi cả nhà, mình ăn xong á là mình đi e hỏi ẻ luôn á cả nhà. Đó mà nó còn lấy 300 ngàn nó bỏ chạy nữa. Đúng rồi anh, nó bây giờ 300 ngàn. Bây giờ á mình phải tìm nó Thảo để mình nói lý lẽ với nó. Đó, để mình lấy lại 300 ngàn chứ không lẽ mình vừa đau bụng mình mất 300 ngàn sao được. Đúng rồi anh. Mà anh có số nào không anh? Anh có số, hôm bữa nó đăng lên video nó có để số nó luôn. Bây giờ anh gọi cho nó mới được. Yeah. Hôm nay là mày chết với tao. Alo. Có chuyện gì không? Tôi đang solo với lại một tiếng thầu áo đen ở đây, không có rảnh nghe máy đâu. Mày có phải là cái thằng mà nhảy hip hop sữa chua anh mà không? À, đội thám tử xu xí sọn gì? Đúng rồi, tao là cái thằng mà anh Sen đội thám tử nha, xu xí sọn bữa mới thắng mày đây. Tại sao á, mày thua mày còn bán sữa chua làm cho bọn tao bị ẻ chảy vậy? Hả? Mày chơi ăn gian quá vậy. Hôm nay á, tao muốn gọi cho mày để hẹn một cái cuộc solo thi đấu. Một mất một còn, người nào thắng á là phải trả lại hết tất cả số tiền mà mày đã lấy của anh em tao. Cái gì? Các ngươi muốn thách đấu lại lần nữa à? Làm gì có chuyện sữa chua của tao ăn mày là mày đó bùng. Tao không muốn thách đấu các ngươi đâu.
Đó, nếu mà mày không tham gia á thì tao sẽ đăng lên mạng là mày là một cái thằng chơi ăn gian, chơi bẩn. Chơi ăn gian, chơi bẩn để cho tất cả các thành viên ở trong, tất cả mọi người ở trên thành phố Pleiku này biết mày là một tên xảo trá. Dạ, sự chú anh mặt của mày sẽ không được nổi tiếng. Đi đi, nó không hết tao á. Thì em sẽ mê ra tao là kiểu gian sợ trá, tao sẽ không thể nên mà tham gia thi đấu trên thành phố Pleiku này nữa. Được rồi, nếu là như vậy thì 2 giờ chiều ngày hôm nay ngay tại đâu hết, mấy người đến đây, tao sẽ chấp nhận tham gia thử hết các người. Đi vô. Đúng rồi, ok, được rồi, chốt kèo. Ok. 2 giờ trên cung thiếu nhi đúng không? Được rồi, bọn ta sẽ tới. Ok. Bye bye. Min, bây giờ ta có công chuyện rồi. Ta không thể thi đấu với cậu được nữa. Ok. Ta là phụ hộ với cậu. Bây giờ ta phải đi chuẩn bị để tham gia thử thách với đội thanh tượng xuống dưới sân đấy. Bye bye. Hai. Ủa mà anh khoái anh, này 2 giờ hả anh? Đúng rồi, nó kêu á là cần cho nó thời gian là 4 tiếng để nó chuẩn bị. Đó, tôi đúng 2 giờ là lên thi đấu với nó. Nó kêu lần này á là nó sẽ có những cái thử thách đặc biệt. Đó, vậy là anh nghĩ là sẽ có sự chuẩn bị rất là kỹ nên anh em mình đã cần phải tập luyện đi để tới giờ lên thi đấu. Bây giờ tập luyện cho sức khỏe nâng cao. 99, 100, 101, 102. Mình đã có sức mạnh to lớn như Iron Man rồi. Cái đội thánh tượng xuống xích sầu á, nó có đến 4 thành viên không? Bây giờ ta chỉ có một mình ta thôi, mà lần trước cái con bí thẹo nó lấy nhảy khó có một hay. Chắc chắn lần này ta mình đánh xua luôn, ta sẽ thua mất. Tên nhảy hip hop này muốn kiếm thêm một người đồng đội để có thể tiêu diệt đội thám tử xú xí sọn đó cả nha. Yeah. Chỉ đáp ứng 1000 cái thôi. Nó tập đến 1000 cái luôn rồi mà nó chưa biết mệt nữa. Bây giờ ta sẽ đến ta rủ nó tham gia vào đội hip hop ăn mặc. Và đội thám tử xứ sọn đang trên đường đi đến điểm hẹn để đấu với cái tên này đó cả nhà ơi. Ha, Thảo ơi. Dạ. Thảo có nhìn xa xa kìa, thấy mấy thằng đó không? Thấy anh. Đúng rồi, đây chính là cái bọn mà solo hip hop bữa mà chưa trả tiền 300.000 đó. Đó, cả nhà thấy không? Đó xa xa đó là dường như là các tên đó đã chuẩn bị để thi đấu bọn mình rồi đó. Lần này á là tên này có 2 tên lận. Thảo, nhìn cái tên mà áo đỏ kia, Thảo thấy quen không? Quen lắm anh. Sao mà anh thấy nó lạ vậy? Hình như anh á, bữa trước là solo với em tại hip hop anh. Có không? Có, anh đã solo mày đứng gì em á. À, là thằng ngày xưa nó thi đấu hip hop ở quốc tế với Thảo đúng không? Đúng rồi á. À, vậy là tên này cũng là một tên solo hip hop đẳng cấp cả nhà. Thôi bây giờ mình tới mình xem thử là những tên này là như thế nào nha cả nhà. Thì ra cái bạn áo đỏ đã từng là đối thủ của Bí Thảo của cả nhà. Liệu lần này Bí Thảo có đánh thắng được cái bạn áo đỏ này hay không? Bây giờ ta rất là cay nó, ta muốn đánh bại nó. Thằng này phải đánh thắng nó, chứ cái con này nó gian lận gì lắm. Thảo, nó nói Thảo gian lận kìa. Nè, để xin giới thiệu là Lu, với cái tài năng gian xảo lục và với cái tài năng xuất chúng
từ châu Mỹ qua châu Á, châu Á qua châu Đốc như tôi làm sao có thể ăn gian được. Lần này á, cái con này nó yếu lắm, bây giờ mình chơi thử thách bưng đó chắc chắn là nó sẽ thua thôi. Trời ơi, ta là bưng 10.000 cái con cứ bắt chứ sao không có. Thôi, không có nói nhiều lời nữa, bây giờ các người muốn solo trò gì nói nhanh đi, bọn ta còn phải về đi học nữa. Trò bưng đá. Bưng đá. Đá lạnh hả? Không, đá nè. Không, đó là hao của tớ. Đây chính là phân hưởng. Cái thịt tướng này ăn rồi là chỉ có sức mà làm kinh khủng. Nếu bọn người thắng thì đó chính là phân hưởng cho các ngươi. Nếu bọn ta thua thì phải như thế nào? Nếu bọn người là thua là các ngươi phải chui luôn đó. Ta sẽ quay video các ngươi chứ không có tắt lên trên mạng. Đúng rồi. Thôi, mua chuối đi. Không. Tại sao mua chuối? Trong khi mình tự tin như vậy mà, hồi nãy tao cũng tự tin mà. Tao sợ hả? Hả mẹ? Nếu mà... Thể hiện rồi. Tự ti. Tự gì? Tự ti. Rồi, nếu tại tự ti thì cho Thảo đi về. Thôi rồi, Thảo đi. Để anh tiễn anh viên khác. Tự tin. Thảo có tự tin không? Tự tin. Ok, nếu mà thua chuối đồng ra ok không? Ok. Đó là đó, tụi người sợ mấy quay. Để quay tặng người mấy chiếc hồi đó thì mình sẽ tắt lên trên mạng. Ok. Cả nhà, mấy tên này bây giờ không cần lấy tiền nữa cả nhà. Mấy tên này muốn gọi là hạ bọn mình và quay video bọn mình đăng thùng rác cả nhà, nhưng mà không bao giờ cái chuyện nó xảy ra đâu. Tay bọn mình cực kỳ mạnh bởi vì có Thảo đây mà. Vậy là nếu như đội thám tử Sushi Sọn thua thì đội thám tử Sushi Sọn phải chui thùng rác đó cả nhà ơi. Áo đỏ, bây giờ ta nói áo đỏ nghe nè. Thùng rác nó to chứ, nó không có nặng đâu. Cái thùng rác mới nặng nè. Áo đỏ nghe nha. Ôi, mình vậy rồi mình nói to những cái con thật với Thảo nó biết. Sau đó mình sẽ dụ nó. Nó nói rồi mình còn nghe lấy được thì mọi người biết là tay mình thính cỡ nào rồi. Với lại với cái chuyện ăn gian của mình thì biết là nó đang lừa rồi mà. Mình nghĩ là đang lừa mình đó mọi người, để mình nhựa lấy cái cục to kia tranh bên nó thắng. Với cái hai kia quan sát kẻ lỗi tay tính hơn người thì mình nghĩ là nó đang nói xạo. Mình sẽ lấy cái cục nhỏ kia nha mọi người. Không cần sù xì luôn. Đúng không Thảo? Đúng. Mình nãy nghe nói cái cục này nào đúng không? Ta lựa cục này ta chấp bên người luôn. Mới là áo đỏ. Nó không bị lừa rồi. Bây giờ mình phải làm sao? Áo đỏ có chắc chắn là thắng không? Nghĩ là chắc 50% thôi. Gì vậy? Cục này nặng lắm, xi măng mà. Ta tin tưởng áo đỏ của anh. Cố gắng. Áo không lừa, ta phải lừa chạy, ta tin lừa. Rồi ok, vô đi. Áo đỏ, vô đi. Rồi, bước lên đi. Vậy là cái cuộc thi đối với cái tên hip hop này đã bắt đầu diễn ra rồi cả nhà. Không biết đội thám tử Sushi Sòn có giành chiến thắng hay không nữa, nhưng mà cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.